Tôi bắt được một cuốn sổ tay dưới gầm bàn trong nhà. Nhưng hỏi người nhà thì không ai nhận, ai cũng bảo, không phải của tôi. Cuốn sổ xinh xắn, bọc bìa xanh, có hàng chữ nổi mạ bạc trông rất đẹp. Tôi mở ra xem là của ai, vừa đọc trang đầu tôi đã thấy kinh ngạc. Ở đó có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của một ông to, ông rất to. Lật trang sau cũng lại thấy ghi lần lượt tên, địa chỉ, số điện thoại của ba nhân vật khác cũng rất có danh tiếng. Cứ thế tôi dở hết trang này đến trang khác và nỗi kinh ngạc của tôi mỗi lúc một tăng. Các bạn cứ nghĩ xem, trong nước có bao nhiêu nhà hoạt động chính trị tai to mặt lớn, bao nhiêu quan chức có thế lực, thì địa chỉ của tất cả các vị này đều được ghi vào sổ. Người kém vế nhất trong số đó cũng là một tổng giám đốc. Tôi lại còn để ý thấy thêm một điều này nữa, các nhà hoạt động chính trị có tên trong sổ đều là những người hiện đang cầm quyền. Ai ở vào địa vị tôi mà chẳng phải ngạc nhiên. Đối với tôi, cuốn sổ ghi địa chỉ những người có thế lực thật chẳng khác gì một trái bom nổ chậm. Đúng là có kẻ nào thù hằn đã ném nó vào nhà tôi. Tôi chưa hình dung được cuốn sổ ghi địa chỉ những nhân vật tiếng tăm này có thể gây cho tôi điều gì rủi ro. Nhưng có điều không nghi ngờ gì nữa là nó được ném vào gầm bàn tôi với một ý đồ xấu xa. Tôi hoảng sợ vô cùng. Rất có thể, sắp có người bấm chuông gọi cửa ngay bây giờ, rồi bọn cảnh sát mặc thường phục sẽ ập vào nhà tôi và bảo, đưa quyển sổ đây. Còn tôi thì sẽ run như cầy sấy, hỏi la ì, quyển sổ nào ạ? Họ sẽ lục soát căn phòng tôi và tìm thấy ngay cuốn sổ dưới gầm bàn, như thể chính tay họ đã đặt vào đấy vậy. Tôi biết chắc mọi việc sẽ xảy ra đúng như thế. Đứa khốn kiếp nào ném quyển sổ vào nhà tôi, hắn đã đi báo cảnh sát. Rõ ràng là tôi đã sa vào cái bẫy hết sức nham hiểm rồi. Bọn cảnh sát vớ được cuốn sổ sẽ hỏi ngay, nào, nói đi. Anh ghi địa chỉ tất cả những quan chức lớn nhỏ vào đây để làm gì? Anh muốn lập hồ sơ theo dõi lý lịch cá nhân của họ à? Anh sửa soạn tống tiền họ chăng? Hay anh định mưu sát? Lạy Chúa, lúc ấy tôi biết trả lời họ ra sao? Mà dù tôi có phân trần, thanh minh thế nào chăng nữa, chắc đâu họ đã tin tôi. Thôi, tôi phải đem đốt ngay cuốn sổ rồi tung đám tan ra cho gió cuốn đi thôi. Nhưng không biết đứa khốn nạn nào đã giăng bẫy đưa tôi vào trong mới được cơ chứ. Tối hôm qua tôi có ba người bạn đến chơi. Trong bọn họ thì một người là giảng viên trường đại học, một người làm việc ở thư viện trường tổng hợp, còn người nữa là giáo viên văn học. Tôi đang đốt cuốn sổ vào lò sưởi nhà tắm để chuẩn bị đốt thì có chuông gọi cửa. Anh bạn Halit của tôi đến, tôi quen anh đã 20 năm nay, anh làm việc ở thư viện trường đại học tổng hợp, và là một trong ba người đã ngồi chơi ở nhà tôi tối hôm qua. Halit cũng đang hoảng hốt như tôi, anh hỏi tôi, sao trông anh tái nhợt đi thế? Tôi cũng hỏi lại anh, này, nhưng cậu cũng làm sao vậy? Lạy Chúa, anh có thấy cuốn sổ tay tôi đánh rơi ở đây hôm qua không? Tôi đưa cho anh quyển sổ, quyển này phải không? Anh nắm lấy tay tôi, reo lên, rời đất ơi, đúng rồi. Thế mà tôi cứ tưởng đánh mất ở đâu, lo không thể tả được. Tôi dẫn anh vào phòng làm việc, còn tôi thì cũng được một mẻ hết hồn. Tôi thú nhận cậu hãy nói thật cho tôi biết, cậu ghi từng ấy địa chỉ của những người có tai mắt để làm gì vậy? Đến lượt anh ngạc nhiên, ô hay, thế chả nhẽ anh chưa có quyển sổ ghi địa chỉ những người tên tuổi à? Chưa, lạy Chúa. Thế thì anh phải lập tức ghi ngay đi, rồi nhét nó vào túi ấy. Anh muốn biết tôi viết những địa chỉ ấy vào sổ để làm gì phải không? Đây này, tôi sẽ nói cho anh nghe. Anh chắc biết tôi vốn thích siêu tầm bút máy. Một số bút thì tôi mua, còn một số thì người ta cho. Trong túi tôi có được đến 10, 15 chiếc. Một hôm, tôi đến khách sạn thăm một nhà thơ Đức mới sang. Anh ta biết tôi thích chơi bút máy nên tặng tôi một chiếc. Vừa ra khỏi khách sạn là tôi rẽ ngay vào một góc phố và không nhịn được, ta phải xem cây bút thế nào đã. Tôi tự nhủ, chắc anh biết trong túi tôi lúc nào cũng có chiếc kính lúp. Tôi lấy kính ra soi cái ngòi và thấy nó có vẻ hơi thô. Tôi viết thử vào cuốn sổ mấy chữ tình cờ hiện trong óc, nhỏ và đẹp. Thường tôi vẫn mang theo một tờ giấy giáp mịn hạt để mài ngòi bút. Cái ngòi này nếu về nhà tôi mài thêm tí nữa thì nét sẽ nhỏ và đẹp hơn. Tôi cầm lấy kính định xem lại cái ngòi một lần nữa, thì bỗng có ai nắm lấy hai vai, anh đang làm gì vậy? Tôi ấy à, tôi đang xem chiếc bút máy chứ có làm gì đâu. Thế đấy, nghĩa là xem bút máy hả? Vậy chứ anh làm nghề ngỗng gì? Tôi ở trường đại học, tôi không kịp nói hết câu. Ái là, ngữ là giáo sư cơ đấy. Thưa ngài giáo sư, rất hân hạnh. Chà,
Một người trong bọn họ tủi cho tôi một quả vào sườn bên trái khiến tôi loạng choạng. Thôi, A Lê, đi, các ông xem lại cho, chắc có sự hiểu nhầm gì đấy. Đi, tôi lại bị quả đấm nữa vào sườn bên phải và đành phải bước. Biết làm sao được, chúng tôi đi về bóp. Tôi bị đẩy vào một căn phòng, nhưng chờ mãi mà không thấy ai đến. Lát sau có một tay bước vào, ngồi xuống đất ấy. Lão ta nói, tôi không ngồi thế được. Tôi đáp, cái gì, không ngồi thế được hả? Ái chà, ra cái điều ta đây giáo sư cơ đấy. Ghê chưa, thôi, có gì trong túi bỏ hết ra đây. Tôi đặt lên bàn tất cả mọi thứ trong người, 14 chiếc bút máy, 2 quyển sách, cuốn sổ tay, 2 tờ giấy ráp mịn hạt. Lão ta chỉ vào những chiếc bút, đây là cái gì? Bút máy, ra thế, nghĩa là bút máy đấy. Ái chà, giáo sư mà lại, quái quá nhỉ. Tôi không sao nói xen được một câu để giải thích cho lão ta hiểu rằng tôi không phải là giáo sư, mà chỉ là một nhân viên trong thư viện ở trường đại học thôi. Lão ta cầm lấy chiếc kính lúp, còn đây là cái gì? Kính lúp, ra kính lúp đấy, chà, giáo sư, chà, thêm 3 người nữa đến. Họ cũng xuống vào xem đồ vật của tôi. Một người cầm tờ giấy ráp lên hỏi, cái gì thế này? Giấy ráp gì mà lạ thế? Nhẵn như không ấy, anh định bịp ai vậy hả? Đây là loại giấy ráp mịn hạt. Ra thế, giấy ráp mịn hạt cơ đấy. Chà, giáo sư này, vừa nói, lão ta vừa nện vào vai tôi một cái. Xem chừng sự việc đâm ra lôi thôi, thưa các ông tôi nói chắc có sự hiểu lầm thế nào đây. Tôi không rõ tại sao các ông lại đưa tôi về đây, chứ tôi thì cả trường đại học ai cũng biết, nhà báo nào tôi cũng quen. Tôi không làm gì đáng để các ông đối xử như vậy. Một tay đang giở cuốn sổ của tôi ra xem, quát, im ngay. Bỗng mắt hắn chợt sáng lên, thế còn cái này là cái gì? Hắn chỉ vào mấy chữ, nhỏ và đẹp, tôi viết trong quyển sổ để thử chiếc bút máy người ta vừa cho. Nhỏ và đẹp, tôi nói, nhỏ và đẹp, hay nhỉ, vâng, nhỏ và đẹp. Thế là cái gì? Chẳng là cái gì cả. Chẳng là cái gì thì anh viết vào đây làm gì? Để tôi thử ngòi bút. Thế đấy, được. Nhưng sao anh không viết chữ gì khác mà lại chọn đúng chữ, nhỏ và đẹp? Quả tình nào tôi có nghĩ gì đến chuyện ấy? Tôi không biết tôi nói tự nhiên tôi nghĩ ra mấy chữ ấy. Thế là tôi viết luôn vào. Thế đấy, nhỏ và đẹp, chà, giáo sư đấy. Chà, chúng tôi sẽ cho anh biết thế nào là, nhỏ và đẹp. Các ông nghe thấy hắn bảo gì chưa? Hắn bảo tự nhiên hắn nghĩ ra đấy. Thế sao tự nhiên anh không nghĩ ra chữ khác? Một người trong bọn họ bước lại chỗ cô thư ký đánh máy. Họ bắt đầu lập biên bản. Tôi sợ vã mồ hôi. Biết đâu những chữ nhỏ và đẹp tôi tình cờ viết ra lại là mật mã của một tổ chức gián điệp thì nguy to. 14 chiếc bút máy, cuốn sổ tay, chiếc kính lúp, 2 quyển sách, tờ giấy ráp mịn, nhỏ và đẹp. Ai mà chẳng phải nghi ngờ. Tôi bối rối không còn biết làm gì nữa. Trong lúc đang lập biên bản, một tay vẫn tiếp tục giở cuốn sổ của tôi ra xem. Bỗng hắn dừng lại ở một trang, sau đó đưa trang này cho cả bọn xem. Họ thì thầm gì với nhau một lúc, rồi tình thế bỗng nhiên thay đổi hẳn. Người vừa xem cuốn sổ của tôi đã chỉ cho cả bọn xem một chỗ ghi trong sổ. Xin lỗi, ngài lão ta quay lại hỏi tôi, người này đối với ngài là thế nào ạ? Đấy là bạn học cũ của tôi đáp, chúng tôi gặp nhau hôm kia. Anh ta đưa tôi đi ăn hiểu, cho tôi địa chỉ và tôi ghi vào đây. Những điều tôi nói hoàn toàn đúng sự thật. Quả hình tôi có gặp một người bạn xa nhau đã lâu. Tôi cũng không biết rằng anh ta là một tổng giám đốc. Gã cảnh sát vẫn đang cầm cuốn sổ của tôi bỗng nở một nụ cười, xôn xoe bảo, chết chưa. Thế ra ông tổng giám đốc là bạn thân của ngài. Đúng thế, hồi còn đi học chúng tôi thường trêu chọc anh ấy. Thật hân hạnh quá, ấy kìa, sao ngài không ngồi xuống? Ghế đây ạ, xin mời ngài. Sau đó, gã quay lại bọn kia, ai bảo các anh dẫn ngài về đây hả? Rồi quay lại phía tôi, xin mời ngài. Chúng tôi bước vào một căn phòng bày biện sang trọng, tôi đi trước, bọn họ theo sau. Họ mời tôi ngồi vào chiếc ghế bành, một tay nói, hôm nay nóng quá, ngài dùng một chút nước giải khát nhé. Ấy thế, xin các ông chớ bận tâm làm gì. Tuy vậy nước giải khát vẫn được mang ra, chúng tôi chỉ còn lại 2 người trong phòng, bọn kia kéo nhau ra ngoài cả. Người đang tiếp chuyện hỏi tôi, thưa ngài, ngài đến thăm chúng tôi có việc gì không? Ngài có cần gì không ạ? Thánh La ơi, thế là thế nào nhỉ? Tôi có cần gì không ạ? Chả nhẽ không phải chính họ đã vừa tóm cổ tôi mà lôi về đây hay sao? Nhưng bây giờ,
Giữa lúc họ đang đối xử lịch sự với mình như thế, mà lại đi bảo rằng mình bị lôi cổ đến và bị đánh thượng cẳng tay hạ cẳng chân, thì xem ra không tiện. Vì thế nên tôi đáp, tôi đến, chẳng qua để hỏi thăm sức khỏe các ông thôi. Ôi, thật quý hóa, chúng tôi rất đội ơn ngài, chúc ngài cũng được khỏe mạng, thật quả là vinh dự cho chúng tôi. Lạy Chúa, được ngài đến thăm, tình thế không ngờ lại xoay chuyển một cách tốt đẹp như vậy. Nhưng dù sao, tôi nghĩ cũng phải chuồn ngay, kẻo nhỡ đâu sự việc trở nên rắc rối. Các ông cho phép tôi về, tôi nói, lão ta đứng lên tiễn tôi ra tận cửa, tôi bước thật nhanh để mau mau thoát khỏi chốn này, không dám nghĩ đến chuyện đòi lại bút máy, cuốn sổ và chiếc kính, vì sợ phải nhắc đến chuyện hiểu lầm vừa xảy ra. Thôi, chả cần, thưa ngài, thưa giáo sư, ngài còn quên đồ đạc. Một tên trong bọn bỗng chạy theo tôi, gọi, hắn mang bút máy, tờ giấy giáp, cuốn sổ và kính lúp lại cho tôi. Thưa giáo sư, ngài là bạn của ông tổng giám đốc thật đấy ạ? Hắn hỏi, đúng thế tôi đáp, nhưng sao ông lại hỏi vậy? À, chả là dạo này đang có, mốt, như thế. Ai thấy người sang cũng muốn quàng làm họ cả. Ngài hiểu chứ ạ, để lúc nào có việc cần thì bảo, đây là bạn tôi, và thế là thoát. Mà chúng tôi thì làm sao biết được kẻ ấy có đúng là bạn thật hay không? Nhưng ngài thì đúng là bạn thật chứ ạ? Đúng, tôi là bạn thật. Hắn chìa cho tôi mâu giấy. Thưa ngài, tôi đã viết lai lịch của tôi ra đây. Là để phòng xa như vậy. Nếu ngài có dịp gặp ông tổng giám đốc thì, e hèm. Kể đến đây, Halit bảo tôi, từ hôm ấy, cứ biết được địa chỉ của ai trong số những bậc tai mắt của ta là tôi ghi ngay vào sổ. Đến lúc tưởng mất quyền sổ, tôi lo quá anh ạ. Có những địa chỉ này chẳng khác gì được bảo hiểm tài sản và tính mạng vậy. Anh cũng nên có một quyền sổ như thế mới được. Nhưng cần nhớ một điều là hễ có ai về hưu do sức khỏe hay bị cách chức thì phải lập tức xóa ngay tên khỏi sổ. Nếu không thì có khi mang vạ vào thân đấy. Thế thật anh không biết gì về những quyền sổ ghi địa chỉ những bậc có thế lực trên cõi đời này à? Không, vậy thì hỏng to rồi người anh em ạ. Bây giờ ai cũng phải giữ cái của này trong túi áo đề phòng khi bất chắc thì dở ra. Vì có ai biết được điều gì sẽ xảy ra với mình lúc bước chân ra khỏi cửa. Ngày xưa thì có những tấm bùa hộ mệnh hay câu thần chú giúp người ta thoát khỏi ốm đau, tai họa. Bây giờ thì có sổ ghi địa chỉ thay cho những thứ ấy. Mà lại hiệu nghiệm hơn nhiều. Chân thành cảm ơn độc giả thân mến đã dành thời gian quý báu để lắng nghe câu chuyện ngắn của chúng tôi trên kênh YouTube. Sự ủng hộ và sự quan tâm của các bạn là nguồn động viên lớn, là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các bạn. Chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng câu chuyện đã chạm đến trái tim của các bạn và tạo nên những cảm xúc đặc biệt. Việc chia sẻ và kết nối qua câu chuyện là một hành động ý nghĩa, và chúng tôi cảm ơn bạn đã là một phần quan trọng của cộng đồng này. Những ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía các bạn là động lực quan trọng để chúng tôi không ngừng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn độc giả đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gặp lại các bạn trong những câu chuyện sắp tới. Cảm ơn và chúc các bạn một ngày tuyệt vời.